Mbappé không có tên trong đội hình PSG khởi hành đến Nhật Bản hôm 22 tháng 7. Ban lãnh đạo câu lạc bộ này quyết định loại tuyển thủ Pháp khỏi kế hoạch của đội. Do đó, anh sẽ không tham gia các trận giao hữu tại Nhật Bản và Hàn Quốc cùng huấn luyện viên mới Luis Enrique và đồng đội. PSG tin rằng Mbappé đã ngầm thỏa thuận các điều khoản cá nhân để gia nhập Real vào hè 2024. Đội chủ sân Parc des Princes cảm thấy bị phản bội nên quyết tâm bán tiền đạo 24 tuổi trong hè này bằng mọi giá. Không cầu thủ nào lớn hơn câu lạc bộ, đương kim vô địch League 1 tuyên bố. Theo Sky Sports, PSG muốn Mbappé sẽ giải thích về dự định của anh khi trở lại tập luyện vào tháng này và hạn chót là ngày 15 tháng 7. Nhưng không có động thái nào từ tuyển thủ Pháp. PSG sẵn sàng lắng nghe mọi đề nghị cho Mbappé và sẽ bán cho câu lạc bộ nào ra giá cao nhất. Nguồn tin bên trong câu lạc bộ tiết lộ họ đã hết hy vọng với cầu thủ từng được xem là không thể đụng đến. PSG không quan tâm Mbappé sẽ đi đâu. Họ sẽ vui vẻ bán Mbappé cho Real hay bất kỳ ai chịu trả tiền. Họ cũng không gặp vấn đề gì nếu các câu lạc bộ Europe Saudi liên hệ. PSG đã nhận nhiều đề nghị cho Mbappé từ trước khi quyết định bán anh, nguồn tin tiết lộ. Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi đã chịu sức ép và bị chỉ trích rằng quá nuông chiều các ngôi sao như Mbappé hay Lionel Messi, dẫn đến sự bất ổn. Ông quyết định thay đổi điều đó vì tương lai câu lạc bộ. Hành động này được hoan nghênh bởi phần lớn nhân viên của PSG.